Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 300 cái token NetFi. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó nhập mã captcha. Rồi sau đó chọn Join Airdrop và join vào group Telegram. Chọn join này, quay trở lại, join tiếp vào Twitter. Chọn theo dõi, sau đó quay trở lại này. Bấm chọn submit. Tiếp tục nhập username của Telegram. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập profile link của Twitter này, copy này. Rồi tiếp tục là nhập địa chỉ ví BSC. Mọi người có thể lấy địa chỉ ví ở trên Chất Wallet hoặc MetaMask nhé. Ok, ở đây thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví cho mình và quay trở lại, sau đó dán địa chỉ ví vào. Rồi, ở đây mọi người có thể chọn withdraw này. Thì dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 3 năm 2022 nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.